Quý vị khán giả thân mến, ước tính có khoảng 27 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống chung với bệnh thoái hóa khớp. Với tuổi thọ ngày càng tăng, thoái hóa khớp được dự đoán sẽ trở thành nguyên nhân gây tàn tật đứng hàng thứ tư vào năm 2020. Trong y học, Sornotin Sulfate được biết đến là một hợp chất quan trọng trong quá trình phục hồi các bệnh xương khớp. Vậy hoạt chất Sornotin Sulfate là gì và sử dụng hoạt chất này cho cơ thể như thế nào là hiệu quả? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi thông tin sau đây. Vừa qua tại Hà Nội, công ty cổ phần công nghệ GOG Việt Nam đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S. Sản phẩm viên khớp dạng sủi đầu tiên trên thị trường có chiết xuất từ sụn vi cá mập và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S được ứng dụng hoạt chất Chondroitin Sulfate trong sụn vi cá mập. Mặc dù đây là hoạt chất quen thuộc đã được các bác sĩ, nhà nghiên cứu Nhật Bản ứng dụng vào các trường hợp gặp bệnh lý về xương khớp từ năm 1955, nhưng tại Việt Nam hoạt chất này còn khá xa lạ và chưa phổ biến. Hoạt chất Chondroitin Sulfate được chiết xuất từ sụn vi cá mập có tác dụng rất nhiều trong cái thoái hóa, chống thoái hóa sụn khớp, và nó kích thích các cái enzyme có lợi cho phục hồi cái sụn khớp và tổ chức dưới sụn, đồng thời nó ức chế các cái enzyme có tác dụng hủy hoại các cái tế bào sụn khớp rất tốt, cho nên là ngoài ra nó còn tác dụng chống viêm giảm đau, để giảm đau các cái xương khớp. Theo các nhà khoa học Nhật Bản, cơ thể con người có thể tự tổng hợp hoạt chất Chondroitin Sulfate từ các sản phẩm như sụn heo, gà, lươn, da cá mập, mắt cá ngừ. Tuy nhiên, khi tuổi tác càng cao thì khả năng tự tổng hợp Chondroitin Sulfate sẽ giảm, dẫn tới những bệnh lý về xương khớp. Do vậy, sử dụng sản phẩm cung cấp hoạt chất Chondroitin Sulfate hàm lượng cao trực tiếp cho cơ thể được xem là giải pháp giúp sụn khớp có thể phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh hoạt chất Chondroitin Sulfate, những năm gần đây các nhà khoa học đã tìm ra một số loại hoạt chất nhằm tương tác lên bệnh lý xương khớp một cách hiệu quả như glucosamine, collagen type 2, methylsulfonin methane. Glucosamine có tác dụng là kích thích các cái men, các cái enzyme để tái tạo sụn của khớp, các mô sụn, tăng hấp thu canxi để cho tăng tái tạo tế bào xương mới. Collagen type 2 thì có tác dụng là kích thích các cái enzyme tăng sợi chun, đàn hồi ở da, vân vân, để làm cho cái các dây chằng, các cơ xương khớp được hoạt động một cách nhuần nhuyễn và dẻo dai. Đối với những người mà có bệnh lý cơ xương khớp, chế độ ăn uống thì chúng ta tăng nhiều chất xơ, tăng nhiều chất có collagen, tăng nhiều chất có glucosamine trong các cái thực phẩm, tăng các cái dưỡng chất, tăng canxi, có nhiều canxi trong các cái thức ăn để làm sao chúng ta bổ sung một cách tự nhiên thì có tác dụng dự phòng và hỗ trợ cho việc phục hồi và tái tạo của khớp rất tốt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã từng gọi giai đoạn 2012-2020 là thập niên xương và khớp do số người mắc bệnh xương khớp ngày càng trẻ hóa và gia tăng. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần hiểu về bệnh lý xương khớp để có cách phòng và điều trị. Khi đã mắc bệnh, bên cạnh kiên trì tuân thủ theo phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, người bệnh nên lựa chọn sử dụng sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S đủ dưỡng chất để bảo vệ, phục hồi, tái tạo tổ chức khớp an toàn và hiệu quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.